Chào mọi người đến với kênh em mô của mình, chương trình iGroup. Để tham gia chương trình iGroup hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả để bấm nút tác để chat chatbot nữa mà. Khi tham gia chương trình iGroup này, các bạn sẽ nhận được 0.1 token GFI. Một token GFI này là bằng khoảng 2.500 đô la, khoảng một token này bằng 11 ETH nha các bạn. Rất là ghê luôn các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join cho iGroup nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì các bạn cũng join kênh nhóm chat nữa nè. Rồi, các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nữa nha các bạn. Rồi các bạn cũng bắt đáp lại nha các bạn. Rồi, theo word thì các bạn follow theo word nha các bạn. Các bạn cố gắng làm con này nha các bạn. Con này thì dạy hàng trái biến sao, khá là ngon luôn các bạn. Nó không dày mà cũng ngon luôn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên đi các bạn. Rồi các bạn xuống đây quyết chờ pin biết các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn gì tự quyết lại thôi các bạn. Rồi các bạn like cái này nha các bạn tự quyết lên nè. Các bạn để những người bạn để trả lời tan những người bạn. Mình cũng tan theo những người bạn theo họ luôn đi các bạn. Không các bạn test lại một cái username của nó cũng được nữa. A cộng G E cho bạn chạy chút xíu nữa không? Thôi, tăng những người bạn đi các bạn, hãy cộng mình đi. Một hãy cộng hai hãy cộng. Rồi, các bạn tên tăng lại ba người bạn đi các bạn. Rồi sau khi tôi quyết xong các bạn mở cái Telegram bot cho mình ra các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút ship mình. Rồi các bạn kiểm tra lên nha, coi có join nhóm chat nhóm Telegram không các bạn. Nếu các bạn join xong các bạn bấm done nha các bạn. Để mình kiểm tra kênh Telegram cái nữa các bạn. Rồi mình join rồi. Rồi các bạn gỡ lại một cái đường link theo word cho nó nha các bạn. Các bạn cũng mở trang trader của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấn vào hồ sơ đi. Có nhiều chia sẻ nữa các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn sẽ chép nè. Cho mình lo Hà Nội luôn các bạn ơi. Các bạn chút xíu các bạn. Rồi các bạn cũng gọi đường link theo word của mình đúng không? Rồi các bạn gọi địa chỉ IH fan các bạn, để mình vào mình coi mình có bot chưa các bạn. Để mình kiểm tra là cái này kỹ càng lắm các bạn. Fan này. Rồi các bạn dùng địa chỉ C20 với chocolate các bạn copy địa chỉ ETH gửi cho bot nha các bạn. Dạ. Rồi nhấp vào nè. Rồi các bạn gửi cho bot các bạn. Rồi nó hỏi các bạn join kênh của mình cho mình vào đây kiểm tra nha các bạn.
Rồi các bạn kiểm tra xong các bạn bấm Done. Rồi bấm Set nha bạn. Rồi các bạn bấm Save tiếp nha bạn. Này tôi cần nó cập nhật sau nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.